Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện đợt chiều cường dâng cao nhất từ đầu năm 2021. Từ hôm nay đến ngày 5 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt chiều cường đạt đỉnh dâng cao nhất tính từ đầu năm 2021, gây ngập nhiều khu vực. Ngày 3 tháng 12, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo do ảnh hưởng gió mùa đông bắc cường độ mạnh khiến mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai dâng cao và xuống chậm trong 2 ngày tới. Theo đó, đỉnh chiều đợt cuối tháng 10 và đầu tháng 11 âm lịch sẽ cao hơn mức báo động 3 từ 8 đến 13 cm, thời gian xuất hiện chiều lúc 2 đến 4 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Sáng nay chiều cường dâng cao đo được ở trạm Nhà Bè ở mức 1,72 m, trạm Phú An ở mức 1,69 m. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày tới, đỉnh chiều dự báo lên 1,73 m, mức này được xem là cao nhất từ đầu năm. Do chiều cường dâng cao nên sẽ gây ngập một số khu vực vùng trũng ở quận 4, 7, 8, 12 và thành phố Thủ Đức. Nước ngập sẽ gây ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt của nhiều người dân. Chiều cường cũng có khả năng gây ngập ở Bình Dương, Đồng Nai, cụ thể tại trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,70 đến 1,75 m, cao hơn báo động 3, 0,10 đến 0,15 m. Tại trạm Biên Hòa có thể lên mức 1,90 đến 1,95 m, thấp hơn báo động 2, 0,05 đến 0,10 m. Tương tự các tỉnh miền Tây Nam Bộ có thể xuất hiện các đỉnh chiều cường từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12. Mực nước dự báo tại trạm Mỹ Thuận 1,95 đến 2 m, trạm Cần Thơ 2 đến 2,05 m, các trạm vùng ven biển cao hơn báo động 3 từ 5 đến 20 cm.